Xin chào các bạn, hôm nay Ngọc Ánh sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà biệt thự châu Âu với phong cách độc lạ. Đây là một công trình mà công ty Ngọc Ánh thiết kế thi công trọn gói cho gia chủ tại Hồ Đồng Xương, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Một công trình mang một điểm nhấn và ấn tượng của nhà đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu nhà này cùng với chúng tôi nhé. Đầu tiên đây chính là cái phối cảnh mặt tiền của công trình. Cái mẫu biệt thự này thì được lấy ý tưởng của gia chủ của chúng tôi khi mà chú ở bên châu Âu rất là nhiều năm rồi và mong muốn xây dựng một cái ngôi nhà mang một cái ý nghĩa về cái môi trường sống trước đây, cũng như là mong muốn cho ngôi nhà của mình một cái không gian nó khác biệt so với các mẫu nhà khác. Đây chính là cái phối cảnh mặt tiền của công trình. Như các bạn đã thấy, đây là một trong những phong cách rất độc lạ, cho nên là cái hình thức nó cũng lạ. Ở đây chính là phần mái sảnh đi vào và điểm nhấn của công trình này, đấy chính là một cái đài vọng cảnh. Cái đài vọng cảnh này thì chủ nhà có thể thưởng ngoạn và ngắm view nhìn ra Hồ Đồng Xương rất là đẹp. Đây là cái phối cảnh phía sau của công trình. Phối cảnh phía sau này thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn cái đài vọng cảnh này, thì nhìn về mỹ quan và cấu trúc, bên Ngọc Ánh đã thiết kế gần như là mang một cái điểm nhấn tương xứng cho cái ngôi nhà của mình, đúng chuẩn phong cách độc lạ là có chiếc đài vọng cảnh này. Tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái phối cảnh tổng thể của toàn bộ công trình. Cái khu vực này đấy chính là Hồ Đồng Xương của Hòa Bình. Đấy, và cái khuôn đất của gia chủ rất là rộng, và cái vị trí để đặt cái ngôi nhà này cũng nằm ở vị trí rất là đắc địa và đẹp để nhìn ra được cái view gọi là sơn thủy hữu tình của gia chủ. Trên đây Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với các bạn về công năng bên trong của ngôi biệt thự này. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là sảnh chính vào của tòa nhà. Bên này là một khu vực phòng khách, phòng bếp và một vệ sinh, lối lên cầu thang lên tầng 2. Trên tầng 2 sẽ bố trí công năng 2 phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung, cộng và với một vệ sinh chung cho cả nhà. Và lên tầng 3, công năng sử dụng sẽ có một phòng ngủ và một khu vệ sinh cộng kèm với cả sân chơi, khu sân phơi để mình lên cái vọng gác ở trên nóc của mái. Đây chính là một số những cái hình ảnh thực tế mà công trình do công ty nhà đẹp thiết kế và thi công. Đây là cái giai đoạn xong phần thô và chuẩn bị đổ mái ở trên tầng 3 của công trình. Trên đây là tổng quan về phối cảnh nội thất của công trình. Các bạn có thể thấy đây chính là khu vực sảnh vào. Bên này là khu vực phòng ăn, phòng bếp và phòng ngủ và lối lên tầng 2. Sau đây mời các bạn tham quan cái phối cảnh nội thất của tầng 2 và tầng 3 nhé. Công trình này sẽ hoàn thiện trong vòng 1 tháng nữa. Và các bạn hãy bấm follow cũng như là chia sẻ kênh của Ngọc Ánh nhé, để chúng ta theo dõi cái bức tranh toàn cảnh của công trình này khi hoàn thiện thực tế sẽ như thế nào.